Với hệ thống sông Ngòi chằng chịt phù sa quanh năm, nên càng về phía thượng nguồn thì các xã phía bắc lộ 1 của tỉnh Tiền Giang càng đa dạng cây trồng. Từ sau chuyển đổi cây trồng từ cây lúa, nhiều địa phương ở bắc lộ đã cho thấy sự phù hợp các loại cây ăn trái và chỉ cần kỹ thuật tốt và kiên trì là bà con sẽ có hiệu quả kinh tế cao và ổn định từ kinh tế vườn. Thưa bà con, hai bên Quốc Thái là vườn mận rất là triệu cành. Qua quan sát của Quốc Thái thì vườn mận này có lẽ đã thu hoạch một lứa trái rồi, nhưng trên cành rất là sai trái luôn. Kính thưa bà con, cây mận An Phước là giống cây trồng đã có mặt thị trường Việt Nam vào năm 2004. Giống mận này được ghép từ mắt ghép giống thông Somri của Thái Lan với gốc ghép là mận đường xanh của Việt Nam. Đặc điểm của mận này là rất là sai trái, có hình chuông và quả thì có màu đỏ sẫm. Một năm thì mận này cho thu hoạch 2 vụ. Và hôm nay thì chương trình Cây Lạc Trái Ngọt đã có mặt tại vườn mận An Phước tại xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè của tỉnh Tiền Giang. Xã Mỹ Lợi A là một trong những xã chuyển đổi từ cây lúa sang cây trái đa dạng và hiệu quả của Trung Quốc, vốn đạt danh hiệu cây trái nhiều nhất cả nước, Vương quốc trái cây Cái Bè Tiền Giang. Vai trò của chính quyền cơ sở trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương ngày càng khẳng định khi có những định hướng trong sản xuất toàn diện tại địa phương. Đặc biệt là ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, quy hoạch vùng trồng, định hướng cây trồng, chuyển giao kỹ thuật, đi sâu đi sát vào đời sống sản xuất của người nông dân, từ đó góp phần chủ trương phát triển bền vững của địa phương. Trong thời gian qua, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè đạt hiệu quả cao từ các cây trồng sau chuyển đổi đất lúa như cây cam sành, cây vú sữa và mận An Phước là một trong những mô hình gắn bó người nông dân 20 năm nay. Trồng các loại cây như là cam sành, rồi bưởi long, rồi bưởi da xanh, rồi sầu riêng thì cái hiệu quả cái vùng đất này nó có thổ dưỡng rất là tốt, trồng cái gì cũng đạt hết. Anh thì như anh đã đề cập là từ khi chuyển đổi thì mang lại cái hiệu quả rất cao cho bà con nông dân mình. Trong đó thì có cây mận, cây mận nó đóng vai trò quan trọng như thế nào trong cái quá trình mà chuyển đổi cơ cấu cây trồng ha? Cây mận thì đúng ra thì lúc đầu thì là phòng nông nghiệp có là khuyến cáo cho bà con nông dân mình là về cái cây có cái chất lượng cao, cái mận này là dân đã cũng rất là đam mê. Thì lúc đầu ở phòng nông nghiệp có mở cái lớp dạy nghề chuyển giao học kỹ thuật về cây mận, rồi là về cái kỹ thuật trồng, rồi là bón phân chăm sóc, thì bà con cũng rất là mạnh dạn lên trồng mận cũng rất là nhiều. Thì thứ hai nó là về cái đam mê, cái người mà trồng mận thì ta thấy đạt được cái năng suất, đam mê mới giữ vững được như ngày hôm nay. Để không bị tác động của quy luật bất thành văn vẫn thường thấy trong sản xuất nông nghiệp của bà con là trồng và chặt bỏ, thì người nông dân phải kiên trì bám trụ, trong đó yếu tố quan trọng là kỹ thuật trồng và đam mê với cây trồng mình chọn, gắn bó và vượt qua cả quy luật cung cầu khắc nghiệt, được mùa mất giá hay phụ thuộc thị trường tiểu ngạch Trung Quốc như hiện nay. Để làm được điều này, của chủ vườn mận An Phước này là canh tác bền vững và chú trọng phục vụ thị trường nội địa. Kính thưa bà con, khi bước vào vườn mận thì chúng ta thấy một khung cảnh thu hoạch rất là nhộn nhịp, sôi nổi. Qua đây thì chúng ta thấy rằng cây mận này nó mang lại cái hiệu quả kinh tế rất cao cho bà con nông dân mình ở nơi đây. Thưa bà con, một không khí thu hoạch rất là tất bật, nhộn nhịp như thế này, có lẽ là chúng ta cũng thấy được có lợi vụ này thì bà con nông dân mình trúng mùa cái mận An Phước này rồi. Thưa chị, thì hiện tại thì mình thu hoạch một vụ mận thì kéo dài khoảng bao nhiêu ngày hả chị? Kéo dài khoảng 15 ngày. 15 ngày này thì mình thu hoạch bao nhiêu lần hả chị? Dạ, từ đầu mùa tới mình vét vườn là khoảng 5-6 lần, 5-6 quận gì đó. Dạ. Để có những cái mận to như thế này thì mình có phân loại hay là mình bán cho thương lái, là mình bán chung chung hết chị? Mình bán xô, chỉ sâu hư ra. Dạ, bán xô như vậy hiện tại được nhiêu ký? Nhà vừa chủ vựa chưa biết cho giá cho nên mình không biết. Dạ. Nhưng mà mình cũng không đoán được khoảng 19-20 ký. 20 ngàn ký.
Vậy là cũng khá rồi hả chị? Hiện tại thì mình bán cho cái thị trường nào hả chị? Thị trường đi Trung Quốc ăn thì bán cho lái đi Trung Quốc. Còn không thì ăn nội địa. Đối với cái mận này thì một cây như vậy thì cho khoảng bao nhiêu ký trái chị có thể là đón được không? Một cây là khoảng 100 mấy 200 ký. Cũng rất là nhiều hả chị? Thì một vụ này với 3 con rưỡi này thì mình thu lợi cái lợi nhuận khoảng bao nhiêu hả chị? Một vụ này mình thu hoạch khoảng 10 tấn mấy. Với giá 20.000 đồng một ký cũng đem lại cho mình một nguồn kinh tế cũng rất là khá hả chị? được mùa và được giá như vậy thì rất là mừng cho chị và bà con nông dân. Mình muốn mà phát triển cái mận An Phước này trong tương lai mình có những cái hướng phát triển tiếp cho cái mận này mình theo nó tới cùng. Một người nông dân rất là chung thủy với cái mận An Phước này. Chúng ta vừa trải nghiệm không khí thu hoạch mận An Phước của một con nông dân canh tác giỏi ở xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè. Bây giờ cùng nghe chủ vườn chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc mận hiệu quả như thế nào. Kính thưa quý vị và bà con nông dân, đứng cạnh Quốc Thái là chị Quỳnh Kim Em, chủ vườn mận An Phước ở ấp Lợi Tường, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè của tỉnh Tiền Giang. Và bây giờ chúng ta gặp gỡ chị để mà tìm hiểu thêm về cái quá trình phát triển cây mận An Phước của chị. Xin chào chị ạ. Cái vườn mận này thì chị trồng khoảng bao nhiêu năm hả chị? Dạ, khoảng 20 năm ạ. 20 năm rồi, nên cây rất là to, rất là đẹp, vươn trái rất nhiều nữa. Thưa chị, diện tích hiện tại của mình được có bao nhiêu công hả chị? 3 công rưỡi. 3 công rưỡi là mình trồng chuyên về mận hay là có xây những cái loại mận không? Tổng cộng là 100 mấy gốc. Chị thấy là chăm sóc cây mận này nó có sự những thuận lợi với các khó khăn gì không chị? Dạ, khó khăn lắm, nó cực khổ lắm. Làm nghịch thì mình cực khổ. Miễn thuận thì tự nó ra bông. Hồi xưa chị, cái đất này thì mình trồng những loại cây nào mà mình chuyển đổi trồng mận hả chị? Không, cái này là trồng mận đó giờ, rồi trong đó thì mình trồng cam sành. Thưa chị thì trải qua có những thời gian cây mận này nó thăng trầm, có lúc nó xuống giá rất là, có những lượng do mình chán nản, như là muốn không trồng cây mận này nữa, chuyển sang những cái trồng khác. Nhưng mà chị đã trồng 20 năm như vậy thì chị thấy là cây mận nó có mang lại cái hiệu quả như mình thế nào mà mình bám trụ đến ngày hôm nay? Không, nó có hiệu quả, nó mau ăn hơn cái giống cây khác. Tuy nhiên mặc dù nó rẻ nhưng mà nó mau ăn. Mình làm thế nào để mà mình giữ vững khoảng 20 năm nay hả chị? Mình bón phân, mà ăn hết cái mình dục phân cho tốt lại. Rồi mình dưỡng cây, rồi mình ăn tiếp vậy đó. Ấn tượng của vườn mận An Phước của chị Kim Em là trái đẹp, to, đều. Trái đạt tỷ lệ gần như 100%. Thưa chị, đây là những trái mận rất là đẹp, nó đều trái nữa. Được những trái mận đẹp như thế này thì mình có sự chăm sóc về cái trái này như thế nào từ bước đầu lúc mà mới chuẩn bị ra hoa hả chị? Mới chuẩn bị ra hoa thì mình xịt thuốc cho bóng trái, rồi mình nung phân cho tốt cho bông nó mập trái. Thì khi mà nó đã nuôi ra trái rồi thì lúc đó thì mình khoảng bao lâu thì mình có thể lại vô bọc lại được hả chị? Nó ra bông tới nó mình bọc là 1 tháng. Từ chỗ nhị đó mình bọc là 1 tháng. Trước khi bọc đó chị thì mình có sự bón phân như thế nào nè, rồi xịt thuốc như thế nào để mà dưỡng trái trong đó rồi mình mới bọc trong thời gian đó chị? Trước khi mình bọc thì mình bón phân cho tốt cây tốt trái, rồi mình gãi với gốc, gãi với gốc vòng vòng gốc hết, rồi mình tưới. Sử dụng phân gì? Phân 20-20-15 của Úc Việt. Nabika ha. Dạ. Đối với một cây mận 20 năm thế này thì mình trong cái giai đoạn đó đó chị, thì mình rải khoảng bao nhiêu lượng phân, bao nhiêu là vừa hả chị? Mình gãi khoảng hai là từ mình gãi tới bán là 3 lần phân. Dạ. 3 lần phân là mỗi một cây và một vụ thì mình gãi bao nhiêu ký phân hả chị? Vậy là hàm 1 bao 50 ký. 30 gốc 50 ký. Từ khi thời tiết mưa thì mình không xịt bồi dưỡng, còn không mưa thì mình xịt bồi dưỡng cho nó mau bự. Vậy là tùy theo cái điều kiện thời tiết mà mình có cái xử lý khác nhau lên cái trái mận này. Từ lúc mà nó ra bông cho đến thu hoạch là khoảng bao nhiêu tháng chị? Từ ra bông tới mình làm bông tới thu hoạch là 3 tháng. Từ bọc vô bán là 20 ngày. Từ lúc mà mình bọc cái trái này bọc vô tới mình bán là 20 ngày mình bẻ. Cũng rất là nhanh hả chị? Nhanh, để kiên trì mận lắm. Bọc vô mau bán lắm. Một năm chị Kim Em cùng gia đình có nguồn thu hoạch mận An Phước 2 vụ, 1 vụ nghịch và 1 vụ thuận. Mùa này là vụ thuận, trái cho chất lượng tự nhiên hơn và trái đẹp, nên dù có những ảnh hưởng nhất định
thị trường nông sản do Covid-19, nhưng dường phần của chị cũng không ảnh hưởng nhiều về giá cả. Sau vụ này, tầm tháng 4, chị xử lý vụ nghịch. Đối với mình thì xong như vậy thì lấy nước tưới từ nước ở dưới sông hay là mình sẽ từ dưới sông mình đặt hồ tưới lên, tưới lên. Tưới trực tiếp ở sông luôn. Tưới trực tiếp nước sông. Mình tưới bơm máy tưới tay trực tiếp hay là mình nếu ba công rửa đó thì mình có cái hệ thống tưới đầu tư như thế nào không chị? Hệ thống mà chạy ống mô tưa. Dùng mặn mình tưới nó bị sạch sâu nó gầy rồi á. Dạ. Thưa chị, đây là cái thời điểm mà cũng đang nắng hạn rất là gay gắt. Thì mình tưới đối với cái mận này thì sử dụng nước tưới là một ngày mình không bao lâu mình tưới một lần hả chị? Hai ngày tưới một ngày. Như vậy thì cái mận thì như chị nói là mặn dừa thì tưới cũng được nè. Rồi mình tưới một ngày hai lần, hai ngày mình tưới một lần. Đối với cái mận thì nước tưới cũng rất là dễ đúng không chị? Mận dễ nước, nó chịu nước đó. Dạ. Ở bên trên cái vườn của chị thì có những cái mương như thế thì mình sử dụng nước tưới là cũng là nước ngọt, mình trữ nước như thế nào để mà vào những cái mùa hạn mặn như thế này chị? Ở đây trực tiếp dưới sông không à, không có tưới trong mương. Dạ. Tưới trong mương tại vì phèn á, nó xì xuống mình tưới nó không tốt cây. Dạ. Và trực tiếp dưới mương cái mình tưới chịu cực, mình đâm ống tưới lên. Nhiều chi tiết nhỏ như thế đôi khi người trồng không lưu ý cũng dễ dẫn đến quá trình phát triển của cây. Tận dụng sông hồ tự nhiên, chị chọn giải pháp nước tưới từ sông chứ không phải các bương rãnh đào trong vườn. Vì thế, độ phèn, độ dinh dưỡng của nước cho cây sẽ tốt hơn. Cần thường xuyên tỉa bỏ cành dược, cành già cỗi sâu bệnh. Không nên để mận phát triển quá cao mà phải khống chế chiều cao của cây khoảng 3,5m, tạo thông thoáng giúp cây hoàn hợp tốt. Thưa chị, thì đối với cái vườn mận 20 năm như thế này thì em thấy thì nó cũng không có không được không cao lắm á chị. Mình có xử lý thế nào để mình hạn chế chiều cao đó không chị? Mình đôn. Một năm mình đôn một lần. Là mình đôn như thế nào hả chị? Mình rút tàn trên, cắt nửa cây vậy cho nó lùn xuống. Là mỗi một năm là mình làm giai đoạn nào hả chị? Ăn xong là tháng 10 mình đôn. Mình đôn tàn hả chị? Đôn tàn trên. Là mình đôn như thế nào hả chị? Mình cắt tất cả các nhánh hay là thế nào? Mình cắt từng đọt trên thôi, còn xanh quanh thì mình chừa lại. Xanh quanh từng dưới chừa lại. Vậy là năm nào mình cũng làm vậy hết? Dạ, năm đôn lần. Cho nên bởi em thấy gốc mận rất là to nè, nhưng mà nó cái chiều cao nó cũng không cao lắm. Thưa chị, thì còn đối với cây mận này thì vấn đề sâu bệnh hại đó chị. Chị thấy là cây mận của mình là mình sợ nhất là những cái loại sâu vào. Sợ nhất là gùi vàng với loại sâu đỏ. Những cái loại đó thì mình sử dụng những cái gì hoặc là mình có những biện pháp như thế nào để mình ngăn ngừa? Chỉ có mình xịt thuốc xịt thuốc mấy chị nó nói. Thuốc. Còn đối với bao trái là một biện pháp ngăn ngừa đúng không chị? Bao dưới thứ hai nữa mà bao trái về là biện pháp ngăn ngừa gùi vàng. Nông dân trồng mận An Phước ở huyện Cái Bè đang thu hoạch sản lượng mận cao và thị trường tiêu thụ nội địa hút trong mùa nắng nóng nên giá cả tương đối, giúp nông dân sản xuất vụ mận này có lời. Chất giả chả bấp bênh nhưng bà con cũng cố gắng kiên trì với cây mận An Phước. Điển hình như chủ vườn này đã duy trì cây mận An Phước hơn 20 năm. Sau vụ thu hoạch chính vụ, nhà vườn bắt đầu tỉa tán tạo cành, dưỡng cây lại và chuẩn bị cho vụ nghịch. Cứ mỗi vụ lại thấp thỏm với đầu ra nông sản, nhà vườn chờ đợi giá cao vụ nghịch để bù chi phí và có lời sản xuất càng trái trong một năm. Kinh nghiệm trồng và sự kiên trì đã giúp cho chị Quỳnh Kim Em vượt qua những nỗi lo chung về đầu ra càng trái hiện nay. Kính thưa quý vị và các nông dân, qua từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta thấy rằng cây mận An Phước nó cũng là một loại cây trồng mang lại cái hiệu quả kinh tế vườn của xã Mỹ Lê A, huyện Cái Bè của tỉnh Tiền Giang. Thưa anh, thì trong thời gian tới thì xã mình có những định hướng như thế nào về phát triển kinh tế vườn ạ? Thì Mỹ Lê A cũng có cái định hướng là về cái cây trồng. Thì đúng ra thì ở hộ nông dân có mở cái lớp dạy nghề ghép cây ngắn hạn hay là nhiều cái loại cây. Thì bà con cũng đã học hỏi được cái kinh nghiệm và thật sự là ở đây là hộ nông dân đã có 4 cái tổ nghề nghiệp về ghép cây. Thì đạt cái hiệu quả rất cao về cây gốc ghép. Các loại cây mà bà con là thật sự để mua, chọn cái giống nó hợp lý mà sạch bệnh, bà con rất là tin tưởng. 4 cái tổ nghề nghiệp này phát triển rất là tốt, là đạt cái hiệu quả rất là cao, được cái là nông dân là cấp tỉnh, cấp trung ương. Qua đây có những cái điển hình nào mà nổi bật trong cái quá trình phát triển kinh tế vườn này không? Có nhiều cái mô hình như là cái tổ nghề nghiệp sầu riêng, tổ nghề nghiệp vú sữa,
Và cái tổ nghề nghiệp là ghép cây gốc ghép như cam sành, các loại cây như mít rồi thì có bốn ấp, trên bốn ấp có bốn tổ nghề nghiệp thì đạt hiệu quả rất là tốt. Hôm nay thì chương trình Cây Này Trái Ngọt thì đến tham quan cái vườn mận An Phước này, hy vọng rằng có những dịp tới thì anh sẽ giới thiệu Quốc Thái chương trình Cây Này Trái Ngọt, giới thiệu đến bà con nông dân mình những cái mô hình hay hơn nữa được không ạ? Được, thì cái này chắc lẽ thì tuần sau là sẽ hẹn với như các đồng chí thì sẽ đến từng cái tổ nghề nghiệp để mình thấy thực tế rồi những cái gốc ghép mà nó đạt hiệu quả cao nhưng mà nó sạch bệnh, bà con rất là tin tưởng ở địa phương. Dạ, xin được cảm ơn anh ạ. Anh kính thưa bà con thì như anh Quảng đã giới thiệu thì ở địa phương mình còn rất là nhiều cây ăn trái mang lại cái hiệu quả khác. Thì chương trình Cây Làm Trái Ngọt kỳ sau sẽ giới thiệu đến bà con những loại cây ăn trái mang lại cái hiệu quả kinh tế vườn rất là đặc biệt ở đây để gửi đến bà con tham quan học hỏi kinh nghiệm để mà phát triển vườn từ gia đình mình. Đến đây thì chương trình Cây Làm Trái Ngọt cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các nông dân đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.